Xin chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại cùng gặp nhau trong số Hỏi Gì Đậm Nấy số thứ 61. Và mình đã lọc ra tất cả những cái câu hỏi mà bạn đã hỏi rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi trả lời nhé. Câu hỏi đầu tiên, chào đồ cho em hỏi một câu là iPhone được Apple đổi bảo hành với mã đứng đầu là N và iPhone hàng thương mại cùng loại với mã đứng đầu là M, cùng máy mới 100%. Vậy có khác biệt gì không anh? Nếu ta đem iPhone trả bảo hành hàng thương mại thì cái nào sẽ được giá hơn? Và xin cảm ơn anh và chúc anh buổi trưa thứ bảy vui vẻ. Thì rất cảm ơn các bạn đã gửi tới câu hỏi cho mình. Và khi mà hai cái chiếc máy cùng loại thì mã quốc tế hay là mã đổi trả bảo hành thì nó sẽ như nhau, không có khác biệt gì về cái phần cứng cũng như là phần mềm. Tuy nhiên thì khi mà các bạn tiến hành chúng ta bán những cái chiếc máy này thì maybe họ sẽ check cái mã này ra, và chúng ta sẽ phải, những cái máy mà không phải là hàng thương mại á, thì nó sẽ chịu thiệt thòi một tí, tầm khoảng vài trăm nghìn thôi, không có quá nhiều đâu. Câu hỏi thứ hai, anh ơi cho em hỏi với ạ, em đang dùng iPhone 8 Plus mà máy cục rung của máy bị sao ấy, em reset lại dòng 2 rồi mà vẫn không được, nhấn phím home vẫn rung phản hồi bình thường, cuộc gọi đến tin nhắn im lặng thì lại là không rung. Vậy máy em có bị hỏng cục rung hay không, và cách khắc phục như thế nào và thay thế khoảng bao nhiêu ạ? Thì cái việc này để chi tiết hơn thì bạn cần phải mang ra cửa hàng của Điện Thoại Vui để các anh kỹ thuật có thể tiến hành kiểm tra cái phần cứng ở trong máy của bạn để thử xem là có phải nó bị hư cục rung hay không. Và nếu như mà bị hỏng cục rung thì các bạn có thể hỏi luôn cả cái bạn chăm sóc khách hàng, cái bạn lễ tân là giá thay cục rung là bao nhiêu, thì các bạn sẽ đưa ra được cái quyết định là có thay hay không nhé. À đây cho em hỏi là có cách nào để sạc nhanh hơn trên máy tính HP không ạ? Thì câu trả lời của mình sẽ là không, và mình không khuyến khích các bạn chúng ta sạc ở trên những cái thiết bị laptop hay là PC, mà các bạn chỉ nên mua cục sạc, mua dây sạc về rồi chúng ta sử dụng thôi, cứ sử dụng bình thường, đừng bao giờ sạc ở trên laptop. Tại vì cái nguồn điện nó không ổn định thì nó sẽ dẫn tới cái việc đấy chính là cái chiếc máy của bạn á, cái chiếc iPhone cũng như là cái chiếc máy tính nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. iPhone 6s có pin dung lượng cao không AD? Thì câu trả lời sẽ là có, và kể cả có luôn pin dung lượng siêu cao. Hôm bữa mình vừa mở hộp cho bạn thì 7 Plus chỉ là một cái đơn cử thôi, 6S vẫn có bình thường. Rồi, câu hỏi tiếp là iPhone SE có pin dung lượng cao không anh? Dung lượng cao bao nhiêu và giá thay pin có cao không ạ? Thì câu trả lời sẽ là iPhone SE sẽ không có pin dung lượng cao, và sẽ chỉ có pin dung lượng cao từ iPhone 6 cho tới iPhone 7 Plus như hôm bữa mình có mở hộp cho các bạn rồi. Tiếp tục, đó chính là mọi iPhone quốc tế đều xài được eSIM phải không anh? Em xài XS Max, khi sử dụng eSIM có bị thành máy lock không ta? Câu trả lời sẽ là không phải tất cả mọi máy quốc tế mà những cái chiếc máy này phải có hỗ trợ eSIM thì các bạn mới có thể sử dụng được. Và ở Việt Nam thì những cái mã mà VNA thì chắc chắn là có hỗ trợ eSIM rồi, và khi mà bạn sử dụng eSIM thì không, nó không có chuyển thành máy lock đâu, các bạn có thể yên tâm bình thường. Anh ơi cho em hỏi bây giờ cài macOS lên Windows sau đó bypass máy có bị mắc lỗi gì không ạ? Thì đây không phải là cài macOS, mình có chia sẻ, mình có hướng dẫn cho bạn một bài mà chúng ta jailbreak ở trên Windows rồi, cho nên các bạn có thể xem bài đó và chúng ta sẽ có cái câu trả lời rõ ràng nhất nhé. Tiếp tục là nên mua pin con trâu hay là pin bizen vậy anh? Thì pin trâu nó cũng, của bizen cũng sẽ có hai loại, đó chính là pin dung lượng cao và pin dung lượng siêu cao, thì các bạn có thể chọn thôi, cái hãng không quan trọng, quan trọng là các bạn mua cái mức dung lượng bao nhiêu, thì tùy vào cái trường hợp của bạn sử dụng như thế nào thì chúng ta sẽ lựa chọn cái loại pin đó. Thịnh Tu ơi giúp anh với, anh đang dùng Pro Max chạy iOS 13.0, máy anh rất nóng khi xem clip của các mạng xã hội, khi dùng TikTok và xem clip trên Facebook thì nóng một cách bất thường, mọi tác vụ khác và chơi game nặng như Liên Quân hoặc là PUBG thì không nóng máy. Máy của anh bị như vậy là do lỗi iOS hay là lỗi của app kể trên? Anh sẽ không lên iOS 13.3 vì sẽ mắc lỗi nhiều hơn. Sau cùng anh xin cảm ơn em và chúc kênh luôn thành công và phát triển hơn nữa. Rồi, ok, em cảm ơn anh. Và để trả lời cái câu hỏi này thì đầu tiên các anh thử gỡ cái TikTok này, những cái ứng dụng nào mà gây nóng máy, và sau đó thử cài lại. Và tiếp theo đó chính là test về sử dụng mạng 3G hoặc là Wi-Fi, thì sẽ test hai đó. Nếu như nó vẫn nóng máy thì 11 Pro Max thì em nghĩ tới thời điểm hiện tại vẫn còn bảo hành, cho nên là anh cứ mang ra cái trung tâm bảo hành đó và yêu cầu họ kiểm tra máy kỹ càng cho mình nhé. Rồi tiếp tục, anh ơi em đang dùng iPhone 7 Plus, lúc cắm sạc thì màn hình nó cứ giật giật, bấm lúc được lúc không ạ, không biết do màn hình hay là do cắm sạc vậy, cảm ơn anh. Thì nó sẽ có rất nhiều nguyên nhân, đầu tiên là từ nguồn điện, cái thứ hai đó chính là cụ sạc và cáp sạc, cái thứ ba đó chính là cái jack mà khi jack lightning mà các bạn cắm vào. Đó thì hiện tại thì mình chưa có rõ là nó sẽ bị vấn đề gì.
thì các bạn có thể thử đổi cụ sạc hoặc là cáp sạc để thử xem là có phải là bị lỗi cụ sạc hoặc cáp sạc hay không. Và nếu như đổi rồi mà nó vẫn bị lỗi thì các bạn phải mang ra cửa hàng để các anh kỹ thuật có thể kiểm tra về phần cứng ở bên trong để đánh giá được là cái chiếc máy này nó bị hỏng cái gì nhá. Rồi ok, tiếp tục. Em muốn tắt hết mã xác minh trên iPhone được không? Câu trả lời sẽ là không. Và mình cũng đã có một cái video giải thích về việc là tại sao Apple họ không cho tắt những cái mã xác minh này rồi. Và các bạn sẽ không bao giờ tắt được đâu. Mỗi lần đăng nhập vào một cái máy khác thì các bạn phải nhập cái mã xác minh đó vào. Đó là điều bắt buộc, không có tắt được nhá. Chúc anh một ngày làm việc tốt lành. Em đang dùng iPhone XS Max và máy nó nóng quá. Muốn hạ cấp từ iOS 13.3 xuống iOS 12.4 được không anh? Nếu hạ cấp từ jailbreak được không anh? Tại vì Apple đã khóa sai hết rồi. Thì hiện tại có thông tin là sẽ hạ cấp được từ iOS 13 xuống những cái phiên bản thấp hơn cho những cái chiếc máy iPhone. Tuy nhiên á, thì cái tool này vẫn chưa có và tới bây giờ mọi người vẫn chưa có cách nào để chúng ta có thể hạ cấp xuống được. Và đặc biệt một điều nữa đó chính là iPhone XS Max hiện giờ vẫn chưa jailbreak được, cho nên là cái việc hạ cấp là hoàn toàn không thể hạ cấp nha mình nhỉ. Ok. Tiếp tục, thay pin dung lượng cao có hỗ trợ hiển thị phần trăm pin không anh? Thì câu trả lời sẽ là có. Rồi, ngắn gọn thôi. Chào anh, hiện tại ở năm 2020 em đang phân vân giữa iPhone 6s Plus và iPhone 7, em nên chọn máy nào dùng? Nhu cầu xem YouTube, mượt Facebook, Zalo, một ngày chơi khoảng 1 đến 2 trận PUBG, camera ổn cho em hay đi chơi và sử dụng 1 năm rưỡi đến 2 năm nữa. Câu trả lời sẽ là iPhone 7, không cần lựa chọn nhiều. Anh ơi, chức năng làm mới ứng dụng trong nền, khi tắt nó đi thì app sẽ không reload lại đúng không? Thì câu trả lời sẽ là đúng, và khi mà các bạn tắt cái tính năng này thì nó cũng sẽ đảm bảo cho bạn máy sử dụng mượt mà hơn, cũng như là máy sẽ tiết kiệm pin hơn rất là nhiều nhá. Thì các bạn có thể lựa chọn và chúng ta có thể tắt nó đi. Ok, và như vậy thì mình vừa chia sẻ tiếp cho bạn khoảng 15 câu hỏi nữa ở số hỏi về máy số thứ 61. Và ở số thứ 63 thì nó sẽ đặc biệt hơn rất là nhiều, đó chính là mình sẽ mở rộng cái chuỗi câu hỏi này ra. Chúng ta sẽ không chỉ trả lời về công nghệ không nữa. Thì bạn muốn hỏi ai ở điện thoại vui thì bạn cứ hỏi, và khi đó bọn mình sẽ tìm người đó ra để trả lời cho bạn nhé. Và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình. Và nếu như thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ bọn mình nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.